Thì đầu video á, cho kênh Săn Bắt á, kính chúc cô dì chú bác của anh chị và các bạn một ngày á, được dồi dào sức khỏe và làm ăn được như thanh đắt nhé. Thì ngày hôm nay á, cả nhà ơi, mình cũng không có chuột đi thăm bẫy nữa nha. Và những mấy anh toán cam á, thì cũng đã nghỉ luôn rồi, không biết chừng nào đi cắt lại nữa. Rồi bây giờ hôm nay á, thì mình chia sẻ và một buổi chiều mấy cô bác mua những món hàng và các đầu gãy như chẳng hạn là rau củ quả rồi nè cả nhà. Thì hôm nay chia sẻ cái đoạn video này cho cả nhà xem và rất mong được cả nhà ủng hộ cho kênh Săn Bắt nha. Thì bây giờ cũng mới bắt đầu rồi cả nhà đây. Đó. Nếu tạm thời là mới xuống hàng nha cả nhà, như mới xuống đồ gãy đó. Thì một hồi thì để đông đông cô bác lại mua thì chia sẻ cái đoạn video này cho cả nhà xem nghe. Thank you.
Rồi em ngồi em lên ơi.